Xin thưa tới quý vị và các bạn, căng như dây đàn, dây đàn mà trùng thì nó âm sắc nó đưa ra nó không chuẩn, đồ rê mi fa sol la nó không chuẩn, thế nên dây đàn là phải căng. Và có nhiều cái trong cuộc sống này ở cái mức độ người ta gọi là căng như dây đàn. Buổi trưa ngày hôm nay là ngày Chủ nhật 21 tháng 7 năm 2024, cũng căng như dây đàn. Từ sáng tới giờ chưa có Thượng Đế nào trần văn chốt cái món gì cả. Thế mà cái tiêu chí của người nông dân là thứ bảy và Chủ nhật là kiểu gì thì kiểu cũng phải xoay sở để kiếm tí chất tanh để cải thiện. Mà đến giờ phút này là hơn 11 giờ rồi mà chưa có Thượng Đế nào trần văn chốt cả. Thế thì có phải là căng như dây đàn không? Bây giờ phải bổ sung ngay và luôn một cái video về băng cassette có một mức thóc ngon bổ rẻ để giải quyết cái chất tanh của ngày Chủ nhật. Cái Chủ nhật mà không có chất tanh thì nghĩ nó buồn cái cuộc đời. Từ thứ hai đến thứ bảy gọi là đã qua loa quýt lít rồi. Chiều thứ bảy và Chủ nhật là bu em không vào nhà máy, không vào công ty, ở nhà. Thì nó phải khác những cái ngày mà bu em vào trong nhà máy, ở nhà còn có mấy thầy trò thôi thì qua loa quýt lít thế nào cũng xong, nhưng mà có bu em ở nhà thì nó phải có tí chất tanh, thậm chí còn có tí gọi hoành tráng, thêm tí nước lá chuối để cho nó rực rỡ. Có Thượng Đế nào mà ưng cái bụng thì liên hệ ngay với cái số máy này 0368888479, liên hệ với cái số máy này ngay bây giờ ấy là giải quyết được cái vấn đề là căng như dây đàn là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là sở hữu được rất nhiều cuộn băng cassette, hân hạnh được phục vụ. Nhất tiện xong điều. Chỉ có một lần liên hệ nhưng giải quyết được hai vấn đề. Thế có sướng không? Vừa mua được băng mà vừa giải quyết được cái vấn đề căng như dây đàn. Xin thưa với các Thượng Đế, đây là những cái cuộn băng cassette loại băng Sony HF90, toàn loại tem đỏ hết. Vừa rồi phải ngồi mở nghe. Đây là những cuộn băng mình mua ở trên Sài Gòn về. Những cái cuộn băng này có sẵn chương trình, mình không phải thâu lại. Ở đây combo này có 12 cuộn bán và 6 cuộn tặng, tổng combo là 18 cuộn. Thì 12 cuộn bán, những cái cuộn băng mà có nhạc sẵn như thế này thì 30.000 đồng một cuộn. 10 cuộn là 300.000 đồng, cộng thêm với 2 cuộn nữa. 2 cuộn mà mỗi cuộn 30.000 đồng, 2 cuộn là 60, cộng với lại cái số ban đầu 10 cuộn 300 là thành 360.000 đồng. Trân trọng gửi tới các Thượng Đế với một mức thóc 350.000 đồng nha. 60 thì nó lại lẻ, chuyển thóc thì nó lại khó. Đấy. Nên là trân trọng gửi tới mọi người 350.000 đồng. Đây là những cuộn băng, tất nhiên là mình không nghe hết được cả băng, nha. Đấy, đây này. Băng Sony tem đỏ này. Liên khúc tình yêu. Liên khúc tình yêu đánh dấu vào đấy 30k để khỏi nhầm sang những cái băng mình thâu rồi nha. Những cái băng mà người ta thâu từ ngày trước thì bỏ vào đây kiểm tra nghe thấy nó ưng cái lỗ tai thì không phải xóa đi thâu lại làm cái gì cả. Giọng hát liêu trai. Tiếng hát liêu trai, tiếng hát có 102 mà vẫn chưa nhận diện được là cái tên người hát ở trong cuộn băng này là cái gì cả. Thế nhưng mà biết cái tiếng hát này, cái giọng hát này là giọng hát liêu trai. Đấy. Cuộn này là cuộn thứ 3. Tuấn Vũ. Tuấn Vũ. Đấy, Sony tem đỏ này, Tuấn Vũ. Đấy. Sony tem đỏ nhá. Những cái cuộn băng như thế này mà bây giờ mà xóa đi mà thâu lại nhá,
là 50.000 đồng. Cái này nhạc xuân. Nhạc xuân xưa. Đón xuân này tôi nhớ xuân xưa. Một chiều mưa em đến nơi này. Nghe thích lắm, nghe nhớ lại những cái Tết ngày xưa. Và một chiều mưa em đến nơi này. Ôi giời ơi, biết bao nhiêu là kỷ niệm của nàng. Quận này là quận thứ 5. Sơn Tuyền. Quận này là quận thứ 6. Chế Linh, Tuấn Vũ. Đã có thêm nhiều ca sĩ nữa ấy, chứ không phải là Nguyên đâu. Không phải là Nguyên, Chế Linh và Tuấn Vũ đâu. Chế Linh, Tuấn Vũ. Đấy, ngắn gọn như thế. Quận này là quận thứ 7. Quận này cũng lại xuân. Thế nhưng mà những cái băng nhạc xuân cổ ngày xưa, người ta thứ nhất là người ta thâu nó nét, cái thứ hai là cái chương trình nó từ ngày xưa nghe sướng lắm, nên là mình không xóa đi thâu lại. Xuân đã về. Xuân ơi xuân. Xuân đã về đấy, có nỗi vui nào vui hơn ngày xuân tới. Mọc giữa dòng sông xanh một bông hoa tím biếc, ơi con chim triển triển hót chi mà vang trời. Từng giọt long lanh rơi, tôi đưa tay tôi hứng, mùa xuân người cầm súng. Ui giời ui, cả một bầu trời mùa xuân. Quận này là quận thứ 8. Chế Linh, Thanh Tuyền, Mỹ Huyền. Cũng nhiều ca sĩ nữa, thế nhưng mà mình nghe thì mình nhận diện được là Chế Linh này, Thanh Tuyền và ca sĩ Mỹ Huyền nữa. Đấy. Quận này là quận Tân Cổ. Nhưng mà lại Hương Lan giới thiệu ở đoạn đầu băng đấy, vào cái mặt A đầu băng này là Hương Lan giới thiệu, sau đó là có Vũ Linh, Tài Linh các thứ này, Tân Cổ nhá. Đấy, những cái băng ngày xưa ở những cái trung tâm phát hành băng nhạc người ta thâu là bao giờ cũng vậy, vào đoạn đầu là có lời giới thiệu của cái trung tâm băng nhạc đấy. Đấy, Hương Lan giới thiệu. Hương Lan giới thiệu rồi thì lại đến cái cuộn băng chương trình Hương Lan. Hương Lan hát. Cái này cái giấy bóc nó đi nhá. Đấy. Bóc nó đi. 30.000 đồng một cuộn băng, cả băng cả vỏ, có sẵn chương trình người ta in từ ngày xưa. Rẻ nhất quá đất chứ. Cái này thì có một mình Chế Linh hát thôi. Chế Linh. CL là Chế Linh. Hay là CL đấy. Chế Linh. Quận này là quận thứ 12. Quận này cải lương. Có giới thiệu đoạn đầu. Phải ghi rõ vào đây. Đấy, cái này là cũng có trung tâm băng nhạc in sang băng nào người ta mình không nhớ nữa, thế nhưng mà có lời giới thiệu nhá, có lời giới thiệu ngay vào cái đoạn đầu mặt A này này. Đấy. Đấy. Thế là 12 quận này thì có 2 quận cải lương, còn là 10 quận là nhạc. Đây quận này cải lương này. Đây, để này cho nó dễ. Đấy, hai quận này là cải lương. Đấy. Thế còn những quận còn lại là ca nhạc hết. Điểm danh lại này. Liên khúc tình yêu này. Giọng hát liêu trai này. Tuấn Vũ này. Nhạc Xuân này. Sơn Tuyền này. Chế Linh, Tuấn Vũ này. Nhạc Xuân này. Nhạc Xuân xưa, Xuân đã về này. Chế Linh, Thanh Tuyền, Mỹ Huyền này. Hương Lan này. Này nét lắm, nét lắm. Chế Linh này. Hương Lan giới thiệu thì hai cái quận này là cải lương này. Đấy, hai quận này đều có lời giới thiệu ngay từ đầu luôn nhá. 12 quận này 350.000 đồng. 350.000 đồng là tiền băng, còn tiền vận chuyển hết bao nhiêu tiền thì người mua trả. Ở đây có mấy quận tặng các thượng đế? 6 quận. 12 cộng 6 là 18 mà. Đấy. 1 2 3 4 5 6. Đúng rồi. 12 cộng 6 là 18, thế mà 2 cộng 6 thì 6 cộng với 12 thì cũng thành 18. Đây. Quận này thì cũng chả biết chương trình nó là cái gì cả. Thế nhưng mà trông nó thế nào ấy. Nên là bỏ đây tặng ngày các thượng đế làm bộ sưu tập. Quận này cũng vậy. Đây. Đấy, trông nó cứ thế nào ấy. Bỏ đây tặng. Đấy.
Quận này có nhạc rồi này, thế nhưng nó cũ rích. Quận này có nhạc rồi, cũ rích. Có nhạc rồi đấy, nhạc vàng đấy, cũ rích để đây tặng. Đấy, quận này thì nó không không cũ, thế nhưng mà dây của nó lại bị nhăn. Nó bị gấp, cái đoạn đầu này. Còn giữa với cuối cơ, chắc là giữa cuối không gấp để nó mịn lắm đây này. Đấy, bỏ đây tặng. Quận này nữa này. Quận này này. Đấy, cái dây cái đoạn đầu nó bị nhăn. Đây nhiều ca sĩ. Ồ. Cái này có nhạc. Ừ, cái này có nhạc để đi ghi vào đây là nhiều ca sĩ ok đây này. Đấy, ôi giời. Nhiều ca sĩ hát mà quận này à, đúng rồi, ô có chữ ok là nghe đây rồi. Thì đây thế thì thôi, đã bỏ vào đây rồi. Đấy, quận này là cái quận cũng nhiều ca sĩ hát này, mình ghi rõ vào đây ok rồi này. Đấy. Quận này bị nhăn nheo này, dây nó không được phẳng cho lắm này, bỏ đây tặng đấy nhá. Đấy. Đấy, quận này nhiều ca sĩ ok, nghe rồi. Đấy. Thế thì cô thế là đây nhá. Thế là 12 là 13 quận. 13 quận. Đấy. Quận này mình ghi chữ nhị ok ở đây là mình nghe thử rồi, Đấy. Những quận này không có vỏ nhá. Đây. 1 này, 2 này, 3 4 5 6 cái quận tặng này không có vỏ. 6 cái quận tặng này không có vỏ. Đấy, 6 cái quận tặng này không có vỏ. Thế còn 12 quận bán này thì có vỏ. Tổng combo này là 18 quận 350.000 đồng. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn. Bây giờ mình dừng video ở đây để đợi mọi người giải quyết cái vấn đề căng như dây đàn này. Thân ái chào tạm biệt.